Thời gian qua, phường Long Bình luôn là một trong những điểm nóng về quản lý đất đai và xây dựng trái phép của thành phố Biên Hòa. Cũng chính vì buông lỏng trong quản lý, nên lãnh đạo thành phố Biên Hòa đã nhiều lần nhắc nhở, khiển trách, thậm chí điều chuyển công tác đối với người đứng đầu của địa phương để tạo tính răn đe. Dù vậy, nhưng thực tế thì tình trạng xây dựng trái phép lấn chiếm đất công ở đây vẫn diễn ra, ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Đây là khu đất công nằm trong quy hoạch do công ty cổ phần địa ốc Đồng Nai quản lý, nhưng nhà xưởng của người dân đã mọc lên khá nhiều. Được biết, các nhà xưởng và nhà dân ở đây đã có mặt từ rất lâu. Theo người dân, các khu đất này đều là do họ tự khai phá, nên việc cưỡng chế di dời là không khả thi. Theo luật của nhà nước là từ 15 tháng 10 năm 93 về trước mà người dân khai phá không tranh chấp với ai thì là được ở. Cái này là của người dân chúng tôi khai phá. Còn đất công ở đâu đằng sau tôi không biết, tôi không liên quan. Còn cái trong phạm vi của đất của chúng tôi là người dân chúng tôi khai phá. Theo báo cáo của Ủy ban dân phường Long Bình, mỗi ngày đội quản lý địa chính, xây dựng của phường và thành phố đều tiến hành kiểm tra để kịp thời nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, v.v. Nhưng do địa bàn quá rộng, lực lượng lại mỏng nên bộ phận chuyên môn không thể quán xuyến hết. Hiện tại, phường Long Bình có 4 điểm nóng về quản lý đất đai và xây dựng. Trong đó, nổi lên là khu vực tổ 24, khu phố 8, nơi đang có tranh chấp đất đai, xây dựng giữa 32 hộ dân và dự án công của công ty cổ phần địa ốc Đồng Nai. Trong quá trình kiểm tra xử lý thì có một số hộ là chống đối, ngăn cản đoàn kiểm tra, rồi có hành vi là xúc phạm đến những cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ, cũng gây áp lực. Tuy nhiên thì phường cũng cố gắng hết sức, cũng phối hợp các ban ngành, công an để đảm bảo an ninh trật tự, để tiến hành kiểm tra, xử lý theo định. Thực tế, từ năm 2018 đến nay, phường Long Bình đã kiểm tra và xử lý trên 40 trường hợp lấn chiếm đất đai và xây dựng trái phép. Mới đây nhất, vào cuối tháng 7 vừa rồi, phường đã tiến hành đo đạc và dán bảng thông báo yêu cầu các hộ trong phạm vi đất công phải sớm di dời ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, sự việc này đã và đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Thời gian tới là chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền qua các cái kênh của mặt trận, đoàn thể, rồi tiếp tục làm các cái bản cấm xây dựng san ủi phân lô bán nền tại các cái khu vực mà đất công, các cái khu vực mà điểm nóng. Thứ hai nữa là cũng tăng cường tuần tra kiểm tra giám sát, phối hợp cùng với đội đô thị thành phố đi thường bạn thường xuyên, ngày ít nhất phải được 2 lần chia làm các cái nhóm để đi tuần tra địa bàn. Rõ ràng, việc quản lý đất đai, xây dựng là việc làm rất khó khăn, đặc biệt là những địa bàn nóng như Long Bình. Thiết nghĩ, nếu ngay từ đầu địa phương siết chặt quản lý, thì những phản ứng cũng như khó khăn trong công tác di dời, xử lý về đất đai, xây dựng sẽ không xảy ra như bây giờ. Đây cũng là bài học cho địa phương cũng như những địa phương khác về công tác quản lý, xử lý đất đai, xây dựng trên địa bàn.